Hôm nay ba Tuấn sẽ test theo kiểu combo, có nghĩa là hôm trước thì có bác em test đẩy. Hiện tại bên em có cả đẩy nhé, đẩy MU này, đẩy có nghĩa là thương hiệu của Mỹ hết, đẩy có. Nhưng hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác con KOK đây, con này. Để cho bác nhìn gần và cho bác biết. Đây ạ, đây là chiếc âm ly, con âm ly này có công suất 1.000W, 1.000W max. Thì với con này thì các bác có thể đánh được cả hai đôi bass 25. Còn hôm nay em Tuấn sẽ trực tiếp ghép với lại đôi loa KS, đôi này đôi loa full bass 30. À, bên em đã kiểm tra, em dán số 1 đây và số 1 bên này là tại sao? Là bên em kiểm tra cho hai con nó đồng bộ hết, mã số cứ nó giống nhau. Đã kiểm tra rồi. Mày test cho bác loa KS này thì phải nói là nó rất là nổi tiếng từ năm ngoái, em giới thiệu rất là nhiều. Còn hôm nay em Tuấn sẽ đánh trực tiếp với con âm ly này. Con âm ly này hơn 6 triệu. Con này có thể đánh một lúc hai đôi bát 25, có cổng súp riêng. Nói chung là con này thì chơi con này chấm hết, các bác nhìn này, KOK nhá. Max 202. Công suất 1.000 max watt này. Đấy. Và em Tuấn hôm nay cũng là bắt đầu test cho em dịch. Ngoài cái đấy ra thì em cũng test, hôm nay em sẽ test mic có dây nhá bác nhá. Chiếc mic có dây này. Chiếc mic có dây này em trong thời gian qua giới thiệu đến các bác rất là nhiều. Đó là một chiếc mic JBL 68S. Con này là 390k, một chiếc mic này. Mic có dây nhưng mà hát rất là sâu, các bạn hay hay. Sau đây em sẽ tiếp tục vào chương trình test của các bạn. Mời các bác vào test luôn. Lô test nhạc gì tôi lạ lạ chút bác nhỉ? Nhạc gì nhỉ? Mọi ngày nhạc vàng Borezo, nhạc đỏ suốt. Chọn nhạc. Cho nhạc của nhạc sống của các bác ở trong miền trong chứ. Mời qua đi. Hát bài gì mùa xuân của em của Lãng Đông nhé.
loa cao hết. Vâng, là phần chi tiết hơn thì anh Tuấn sẽ gửi cái clip khui củ loa cho các bác. Đôi này có mức giá 6.900.000 và chiếc Omni cũng cùng giá luôn. À, còn chiếc kit này thì có mức giá 390.000 một chiếc. Bắt đầu là cầu liên hệ với em Tuấn theo số điện thoại là 0911 169 961. Hàng bên em giao hàng toàn quốc các bạn, có yên tâm nhé. Hàng nếu cho đồ cho trả không sao cả. Bắt đầu có nhu cầu liên hệ và tất cả các mặt hàng này bên em đều phải đặt cọc chuyển hàng các bạn, có thông cảm vì hàng nó nặng. Rồi, hẹn các bác clip sau.